Hello, xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của Luật Máy Cưa Hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2024 Cả hàng chúng em lại xin lên sóng và giới thiệu cho anh em một lô máy cơ xích Cả hàng chúng em vừa mới dọn rửa xong anh em nha Hôm nay đánh dấu ký tự là lô chữ M M1, M2 cho tới M8 Đấy là số thứ tự nha anh em nhá. Tại sao mà em lại đề cái số thứ tự như thế để thuận tiện cho anh em đặt hàng Và bên em thì sẽ không bắt anh em phải cọc trước khi anh em đặt hàng của bên em và hàng tới anh em cứ nhận hàng kiểm tra hàng đúng máy trên video anh em nhận hàng thanh toán cho người giao hàng là được anh em nhé Rất đơn giản đúng không anh em Anh em chỉ cần để lại thông tin địa chỉ thì em sẽ ship đi tận nhà cho anh em ở chỗ nào cửa hàng chúng em có thể ship được hết Trong toàn lãnh thổ Việt Nam anh em nhé Đấy và trong video này thì sẽ có test nổ chi tiết từng cây máy một này và nói rõ thông số kỹ thuật Đấy cũng như là báo giá cho anh em từng con máy một ra sao Đây như con này này 1 triệu 6, 6 này 1 triệu 6, 6 này Đấy đây cái tờ giấy này Thì em đã dán đến phần tay cầm ấy thì đây là đã ghi giá thành nhá tất cả giá thành của cây máy rồi và giá này thì thì cả hai chúng em thì sẽ bao ship cho anh em tới tận nhà là một này và sẽ tặng cho anh em là một tip mở buji một chiếc rũa và một tô vít chỉnh đấy là ba món phụ kiện kèm theo anh em nhá đấy anh em hiểu hình thức đặt hàng của bên em chưa con đầu tiên là một cái con máy để cho anh em với cái tần suất nhu cầu về sử dụng ít này đấy nhưng mà giá thành thì lại hạn hẹp ấy cần một chiếc máy cưa xích nói chung là để to khỏe cho anh em về cắt gia đình nói chung là cắt những cái khúc gỗ to đấy ạ à, cắt hạ gốc cây nhưng mà với tần suất sử dụng ít ấy à thì thay vì ấy, cửa hàng chúng em thì bán những cái con máy nhật bãi cổ đấy thì giá rẻ ấy. thì cửa hàng chúng em thì lên cho anh em một cái con này nhá nói chung thì giá thành thì hợp lý cho anh em chỉ một triệu sáu thôi quá rẻ rồi à, và con này thì nòng to máy lớn để cho anh em chuyên về cắt hạ gốc cây cũng như là sử dụng gia đình nhá anh em sử dụng gia đình thì lấy con này thì cắt tất cả các loại gỗ có trong gia đình nhà mình luôn con này ấy, thì công suất to lên con này thì nòng của nó là 45 mươi mm và công suất của con này là 68 cc đây CS 6 6800 này E3 này Thương hiệu Nakata anh em nhé. Con này thì có tích hợp chụp giật trợ lực này à, Sử dụng hai ốc chân lam này Lam con này thì nó dài lên đến 55cm Nhưng mà đặc biệt ý, con này thì có thể kéo được khoảng làm 70cm đổ lại cơ anh em Có thể lên lam được anh em nhá Đó con này thì công suất to lắm anh em Về cắt hạ gốc cây đấy Cân nặng thì khoảng 6kg anh em nhá à, Có sử dụng lốc hợp kim nhôm này Có hàm rồng găm gỗ này Lỗ bô ba cửa xả này Rất là khỏe nha Có thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ con này thì nếu mà anh em nhu cầu về sử dụng ít ấy, cần một chiếc máy cưa giá rẻ thì con này rất là hợp lý nha. Đấy. Con này thì nói chung là dành cho anh em nào mà kinh phí hạn hẹp thì lấy con này cho nó phù hợp anh em nhá. Đó và anh em nào mà sử dụng gia đình ít ấy thì lấy con này cho nó hợp lý đó và con này đặc biệt đấy đến nó hỏng hóc thì phụ tùng hay thì rất là nhiều không cần phải lo rồi qua con M2 là một con máy cưa xích tay cụt mini hàng của Nhật Bãi này anh em con này thì nó là hàng dạng mini cho anh em về cắt cành tỉa nhánh cắt những gỗ bằng bắp tay bắp chân bắp đùi hoặc là bằng cái phích nước đổ lại nhá bằng cái phích nước đổ lại nhá anh em cân nhắc giúp cả hai chúng em nha đó, con này thì nó thiên về để cho anh em cắt tỉa cây cách nhà cành cắt nhánh hoặc là anh em nào mà leo trèo trên cao đấy ạ, hoặc là anh em nào dùng về cắt củi đồ linh tinh nhá thì hợp lý nhá. Con này giá bán này thanh lý cho anh em luôn, cũng 1 triệu 6, nhưng mà con này thì nó là hàng mini nha, con này thì nó cân nặng khoảng hơn 3 kg anh em. Con này thì sử dụng lam là dài 35 cm, phần mặt cắt là 30 cm. xích sử dụng xích uh, mini. Này, xích này còn như mới luôn anh em nhá. anh em nhìn nào, một thương hiệu uh, con này thì công suất là 30 cc anh em nhá. 30cc sử dụng hai ốc chân lam này, vặn trực tiếp bằng khóa 10 đó, làm vào nó đây, xích rất là đẹp luôn nha. Đó. Con này thì thiên nhỏ nhẹ cho anh em về sử dụng gia đình đấy ạ. Một con máy hàng của nhật nha và con này thì phụ tùng thay thế rất là nhiều nha, không phải lo nhá. Đó về cắt cái khu gỗ bằng bắp bằng cái phích nước đổ lại nhá. là nổ online lành anh em nha con này thì đến nữa hỏng hóc phụ tùng thay thế rất là nhiều nha không phải lo và con này sẽ bảo hành cho anh em trong vòng 6 tháng à, bên trên này là đổ xăng pha nhớt này còn bên dưới này là đổ nhớt để bôi trơn làm xích anh em nha đấy một con máy hàng nuôi đồng cùi đá hàng của nhật nha anh em nha đó rồi qua con M3 là một con máy cưa hạng mini gia đình tiếp nhưng mà con này thì nó là dòng thiết kế cho dạng tay dài cho anh em về cắt củi đồ linh tinh này con này thì nó là hàng của nhật nhá thương hiệu Tanaka công suất 33 cc con này thì về phù hợp cao cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 cm đổ lại. Đường kính khúc gỗ khoảng tầm 20 cm đổ lại anh em nhé Anh em làm mà sử dụng gia đình thì nó cũng nhẹ nhàng cho anh em. Anh em là lớn tuổi thì lấy con này thì nó cũng nhẹ nhàng này. Sách rất là nhẹ nhàng cầm đi làm vườn làm rẫy cắt cành thì nhánh đồ linh tinh thì rất là hợp lý nhá. Con này nó chuyên đứng ở dưới đất để anh em cắt bởi vì nó thiết kế ra dạng hai tay. Một tay nắm ở đây để cầm này, một tay ga này để bóp này. Đấy. Thương hiệu Tanaka công suất 33cc có núm xăng phụ này, giá bán thanh lý luôn, 1 triệu tám nhá. Rẻ quá rẻ luôn rồi đó con này thì nhiều chỗ đang bán phải tầm khoảng triệu chín hai triệu Của anh em con này thì sử dụng là xài lam dài 40 cm phần mặt cắt còn lại là 35 mươi lam thì còn tình trạng thì còn quá xuất sắc rồi xích sử dụng xích mini nha, bán trên thị trường cực kỳ nhiều không cần phải lo chỗ nào không có bán cho anh em luôn đây tình trạng con máy này thì cũng khá là đẹp khá nét đấy anh em nhìn chưa rồi bán giá rẻ cho anh em nhá, cho anh em về sử dụng này gia đình anh em nào mà xem được video là cảm thấy ưng ý thì thì múc luôn nhá anh em, con này thì nó cũng bên trên này là đủ xăng pha nhớt này, bên dưới này là đủ nhớt để bôi trơn lam xích nha. Anh em lưu ý giúp cả hàng chúng em. Đây nó có cái ký hiệu ở đây hết này này anh em nhìn thấy ra Đây là cái bình xăng này. Đó, còn cái này nó ký hiệu là cái phần mắt xích. Đây. Đó, thì anh em lưu ý giúp cả hàng chúng em nhá, tránh đổ lộn nhá. Rồi, qua con M4 là một con máy cưa cũng dạng cưa gia đình tiếp. Con này thì nó là dòng Kyoritz. Đó, Kyoritz. Con này thì về cho anh em cắt những gỗ đường kính khoảng tầm cũng là khoảng tầm 20 cm đổ lại nhá. Nhưng mà ấy, đặc biệt cái con này thì nó thiết kế theo dạng hệ đời mới Đó, một con máy này, anh em gì đâu Quá đẹp luôn này anh em nhá Hệ máy cưa nóng đứng luôn này anh em Nóng đứng nhá, siêu bền nhá Về cắt cũng có đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại nhá Sử dụng hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 13 này Đó, con này thì lam của nó là mặt cắt là được bao nhiêu đây Mặt cắt hình như là được 35 phân 35 phân mặt cắt còn tổng thể độ dài là 40cm nha Con này giá bán 2 triệu 2, 2 cho anh em Có tích hợp chụp giật trợ lực này Đó, có núm sang phụ này đó, về phù hợp cho anh em sử dụng gia đình nha anh em nhá. Đây. Met in Japan này. Đó, 58003055. Hôm nay bán thanh lý 2 triệu 2 thôi. Cực kỳ rẻ nha anh em nhá. Rẻ nhất cái thị trường này luôn đấy anh em, một con máy nòng đứng. Hàng đẹp xuất sắc cho anh em bán giá rẻ 2 triệu 2. <laughs> rất ngon con này thì đặc biệt cho anh em về cắt cành tỉa nhánh thì sử dụng hết chê luôn anh em nhé và con này thì nó dòng của nó thiết kế theo cái công nghệ eco này nên là nó vừa tiết kiệm nhiên liệu và nó vừa bền bỉ nên anh em cực kỳ bền bỉ luôn anh em sử dụng con này thì thoải mái luôn khỏi phải chê luôn đấy anh em Đó, M4 giá 2, ,2 triệu 2 nha Về cho anh em sử dụng gia đình cắt tỉa cành tiền nhánh Hoặc làm vườn làm rẫy nhá Hoặc là cắt củ nấu rượu Cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại nha Và bây giờ là qua những con hàng chất lượng hơn này Để cho anh em nào mà nhu cầu về sử dụng uh, ok hơn nhá Sử dụng nhiều nhá Uh, con M5 là một con máy cưa xích Mang thương hiệu ECHO CURIT Với CS3201 Con này thì công suất của con này khỏe Lên đến 34cc không? Và nòng của con này nó là 38mm 38mm đường kính xe bít tông 38mm công suất là 34cc Và đặc biệt con này thì nó là công nghệ đầy mới nhé Có rất là nhiều chức năng cho anh em luôn Như kiểu chụp giật trợ lực này Thắng xích khóa xích này uh, Núm ống sang phụ này Le gió tự động này hey, Le gió tự động này Bóp về cái tự nảy le về này Đó sử dụng hai ốc chân lam này lam còn chữ echo luôn đẹp cho anh em con này thì thiên cho anh em cắt những đường kính khoảng tầm 25 đến 30 cm đổ lại nha nhưng mà với cái tần suất anh em sử dụng nhiều ấy thì lấy con này cho nó hợp lý đây nòng hệ nòng đứng luôn anh em nha vòng tua rất là cao khỏe hai triệu sáu nha anh em nha con máy này đẹp xuất sắc luôn anh em nhìn này tem mát hầu như là còn chỉ, chỉ nguyên này anh em cs 3201 này đó mã số đây Made in Japan đó, tem mác đầy đủ hết nha con này thiên cho anh em Úi sổ nhẹ từ từ đã anh em nhá nhìn sợi dây giật này ui sợi, dây giật trắng phau luôn anh em như mới luôn nha về cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 25 đến 30 cm đủ là anh em nha. Anh em mà cảm thấy ok thì múc con này về thì quá đẹp luôn cho anh em rồi. Rồi qua con M6 này là một con máy cưa Echo tiếp nhưng mà con này thì công suất thì nó to hơn cái con M5 một tí nhá. Con này thì công suất con này là 36 cc chênh nhau 2 cc. Con này là 355 này. Đó, con này thì giá bán 2 triệu 750 có tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ cho anh em luôn. À, và đặc biệt thì con này nó sử dụng là lam đầu Latin này Lam đầu Latin chứ không phải làm đầu bánh xe nha. Con này thì làm này sản xuất tại Made in Canada này anh em. Thấy Oregon này. Làm Oregon nha. À, con này thì lam dài 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35, sử dụng là xáy sinh mini bán trên thị trường cực kỳ nhiều. Về phù hợp cho anh em cắt những cú cô đường kính khoảng tầm 30 cm đổ lại giá bán 2 triệu 750 có tích hợp chủ giật trợ lực đầy đủ hết cho anh em này. Anh em sử dụng hết chê nha. Đây. Made in Japan này cũng là tên dòng thương hiệu Echo -E Con này thì nòng là mươi uh, 39 hay 40 mm. một con máy Echo Curit nha, có lam la tinh, hàng công suất to để cho anh em chuyên về sử dụng gia đình chuyên nghiệp đây. Đó. Rồi, qua con M7 này là một con máy cưa hàng cho anh em về chuyên để sử dụng khai thác tầm trung anh em nhé. Con này đến từ nhà thương hiệu ba Daiwa 380, M7 giá 3 củ khoai anh em nhà 3 triệu đồng nha. Con này thì để cho anh em chuyên về sử dụng khai thác tầm trung. À, con này thì nòng của nó là 40 mm, công suất là 38 cc. 38 cc nóng 40 mm nha, lam đầu latin luôn anh em. Nhìn thấy đầu latin chưa? Con này thì lam 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35 nha. làm nguyên zin của nó luôn, xích là sử dụng xích mini đầu latin luôn anh em. Đầu to nha. Con này đặc biệt này, sử dụng lốc hợp kim nhôm luôn. Lốc hợp kim nhôm luôn anh em nhá. Đó. Đây, tem nhôm của nó dập tại lốc đầy đủ này, made in Japan này. Thương hiệu xin đây qua này, thương hiệu nuôi đồng cối đá luôn anh em. Anh em về ấy. có lẽ các nhau các ở sẽ ngả miền Tây là sử dụng với cái dòng này nhiều nhất. Bởi vì anh em rất ưa chuộng với cái dòng thương hiệu shinagawa này luôn Để mà em nói ấy, Thì cái thương hiệu shinagawa thì nó là top đầu của Nhật Bản luôn anh em nhé Nó sản xuất là con nào cũng cực kỳ chất lượng luôn Đây, Sử dụng hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 13 này Đó, shinagawa này hàng nguyên dinh, nguyên đai nguyên kiện hết cho anh em nhé sử dụng lốc hợp kim nhôm sử dụng chuyên để cho anh em phục vụ sử dụng khai thác cái lốc hợp kim nhôm nó có tác dụng cho anh em khi mà anh em sử dụng nhiều tần suốt 7-8 tiếng liên tục ấy ạ thì những cái con này nó mới chịu nhiệt được anh em nhé Lốc cực kim nhô nó mới chịu nhiệt được. Nổ rất ngon nha anh em nhỉ. À? Nghe từ cái tiếng cái 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 tiếng nổ của cây máy ấy, nó sử dụng hai bạc, hai lá bạc dày nên là anh nghe cái phòng tua của nó rất khỏe nha. Rồi anh em làm với tần suất mà nhu cầu về sử dụng khai thác tầm trung thì quá hợp lý luôn anh em nha Rồi cuối cùng lên cho anh em là một con máy cưa đến từ thương hiệu Estin tiếp Con này là Estin MS200 này Cái tem này nó mờ một tí xíu Đấy con này thì nó là thương hiệu Estin MS200 Về cho anh em cũng để sử dụng khai thác tầm trung Giá bán 3 ,4 triệu tư anh em nha Đó Đây máy quá đẹp luôn anh em nhá bên trong này nguyên zin nguyên đài nguyên kiện hết anh em nhá đây chữ anh em nhìn rõ không? đây s tin này nhìn thấy chưa chế s tin lọc gió này còn chưa hề có biểu hiện rách rưới luôn con này giá bán 3 triệu tư anh em nhá con này thì nòng của nó là 40 mươi ml công suất con này là 36 cc có thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này à, đây là đủ xăng pha nhớt này đây là đồ nhớt à, à, đây là đồ nhớt để bôi trơn lam xích còn đây là đủ xăng pha nhớt vẫn là sử dụng lốc hợp kim nhôm luôn anh em nhá phần lốc quá đẹp luôn sử dụng lốc hợp kim nhôm này có hàm rồng găm gỗ này làm con này thì nó sử dụng này uh, 40 cm phần mặt cắt còn lại là 35 không biết có phải không ta? Đây, phần mặt cắt là được uh, độ hai găng tay phần mặt cắt thì em cũng ướm ướm như thế thôi nha. đây sử dụng xích mini này, đây, phần mặt cắt là được hai găng tay, Đó, được hai găng tay phần mặt cắt. thôi oh, con này thì chuyên cho để cho nhân sục sử dụng khai thác đất nhé. anh em thấy không anh em nào cái dòng st hiện tại bây giờ cái máy máy nhật bãi thật sự bây giờ nó đang rất là hiếm hàng nó đang cấm công ngoài cảng ấy anh em mà lại còn st nữa thì nó đang thật sự rất là hiếm nha anh em nhá nay lên cho anh em một con st lại mà còn đẹp như thế này nữa thì rất khó đây anh em quá hiếm đây nha đây phần ốp lam của nó đây hàng đẹp nhá hàng con này thì không có bể vỡ nứt nát một cái gì luôn anh em đầy đủ chất lượng nhá lốc hộp kim nhô này lốc còn quá đẹp luôn này đó rồi giá bán vẫn là như thế không lên giá cho anh em luôn đó. Rồi và vừa rồi cả hai chúng em đã giới thiệu cho anh em 8 con máy cơ xích Anh em ưng con nào thì đọc cho em cái mã như thế là được anh em nha. Xin chào toàn thể anh em hẹn anh em những video tiếp theo.